Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tin nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1 Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 45 phút đến 20 giờ hàng ngày và được phát lại trên kênh Đồng Nai 2 và Đồng Nai 3. Minh Tâm và Hà Căng rất vui được chia sẻ thông tin cùng quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay, Tin nóng 24 giờ thứ năm, ngày 11 tháng 5 năm 2023. Chương trình sẽ có một số thông tin nổi bật sau đây. Người chiến sĩ công an kiên cường đấu tranh với tội phạm. Ngăn triệt để nạn vẽ bậy tàu metro. Ô tô lượn vòng như dạo chơi khiến 4 xe khác tông liên hoàn vào nhau. Thưa quý vị, hôm nay mạng xã hội chia sẻ chóng mặt đoạn video ghi lại một vụ trấn áp tội phạm ấn tượng. Nhiều người không khỏi thán phục trước sự dũng cảm, kiên trì, xả thân để hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ công an này. Theo hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, khoảng gần 17 giờ chiều qua, có 3 đối tượng đang tìm cách tẩu thoát trên một chiếc xe máy, dường như sau khi ra tay thực hiện một vụ trộm hoặc cướp. Ngay phía sau, một chiến sĩ công an đang tiến hành truy bắt. Bất chấp việc bị các đối tượng xịt hơi cay vào mặt, chiến sĩ công an vẫn quật ngã và bắt giữ được một đối tượng, hai tên còn lại đã nhanh chân tẩu thoát. Hành động can đảm của anh đã nhận được nhiều sự tán thưởng từ cộng đồng mạng. Một thông tin nóng khác cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra vào trưa nay khi có hàng chục cảnh sát gồm các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự đang ngăn đường không cho các phương tiện và người dân qua lại. Vì đây là những đối tượng hình sự cộng cán nên đã gây ra sự chú ý của hàng trăm người dân tại Thanh Hóa. Theo đó, vào khoảng 11 giờ trưa nay trên tuyến phố Lê Hoàng, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhiều cảnh sát xuất hiện trước căn nhà số 173, phố Lê Hoàng. Được biết đây là căn nhà của đối tượng giang hồ khét tiếng xứ Thanh, Nguyễn Anh Tuấn, hay còn được gọi là Tuấn Thần Đèn. Lúc này căn nhà đang đóng cửa, lực lượng cảnh sát vẫn ở phía ngoài, chưa vào trong. Cách đó không xa, lực lượng chức năng cũng đang thực hiện khám xét nhà của một đối tượng cộng cán khác, được cho là nhà của Mạnh Gỗ. Sau 2 tiếng đến 13 giờ, lực lượng cảnh sát vẫn đang chốt chặn, khám xét ở hai số nhà trên. Nguyên nhân của việc khám nhà chưa được các ngành chức năng thông tin. Liên quan đến vụ việc một cô gái ra tay hạ gục cả 3 người đàn ông thương vong, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc, làm rõ trạng thái tinh thần của cô gái này. Theo thông tin vụ việc, 4 người đã đi dự đám cưới vào trưa ngày 9 tháng 5. Khi nhà trai và nhà gái giao lưu thì cô gái đã xảy ra mâu thuẫn với 3 nạn nhân nam, xuất phát từ việc xin thuốc lá và uống rượu bia. Sau khi tan tiệc, cô gái sang nhà trai, thấy 3 thanh niên kia nên lấy dao lao vào hỗn chiến khiến một người chết, 2 người trọng thương. Danh tính nghi phạm và các nạn nhân chưa được tiết lộ. Lực lượng chức năng cho biết sẽ làm rõ hành vi của cô gái là cố ý giết người hay là hành vi tự vệ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa hôm nay tiếp tục điều tra làm rõ vụ án nghiêm trọng con sát hại mẹ ruột. Theo thông tin ban đầu, sáng qua người dân sinh sống tại phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa phát hiện bà HTNT, 68 tuổi, người nhiều thương tích và kêu cứu. Phát hiện sự việc, người dân liền báo cho cơ quan công an, đồng thời nhanh chóng cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường khống chế Nguyễn Thanh Quý, con trai bà T. Quý được xác định là nghi phạm ra tay sát hại mẹ ruột. Khi Quý hỏi xin tiền mẹ nhưng bà T không cho, bực tức Quý dùng dao đâm bà T dẫn đến tử vong. Thưa quý vị, không có giấy tờ tùy thân, thông qua công ty môi giới nhân sự lấy tên giả làm hồ sơ để xin tuyển vào làm công nhân tại công ty trong khu công nghiệp. Lợi dụng trong thời gian chờ nhận việc làm tại khu ký túc xá cho công nhân, đối tượng này đã gây ra vụ trộm cắp tài sản hơn 1 cây vàng ở khu nội trú. Và hôm nay, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ đối tượng Lê Quốc Việt, 18 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, nhận tin báo của vợ chồng chị Lâm Thị Siêu là công nhân nội trú trong ký túc xá của công ty Kuka thuộc khu công nghiệp Đồng Xoài 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài về việc bị kẻ gian đột nhập cậy tủ trộm hơn 1 cây vàng gồm nhẫn lắc và dây chuyền. Qua trích xuất camera an ninh tại khu vực xảy ra mất trộm, kết quả đã xác định được đối tượng nghi vấn là một công nhân mới vào ở trong ký túc xá đang chờ nhận việc. Qua làm việc phát hiện hồ sơ xin việc của đối tượng mang tên Trần Văn Tiễn, sinh năm 2000. Tuy nhiên, đối tượng không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào. Đối tượng khai nhận tên thật là Lê Quốc Việt, 18 tuổi.
Tên trong hồ sơ xin việc là tên giả do công ty môi giới nhân sự để làm hợp thức hồ sơ. Công an xã Tiến Hưng đã liên hệ với chính quyền địa phương nơi Lê Quốc Việt đăng ký thường trú để xác minh nhanh lời khai. Kết quả đối tượng được xác định là Lê Quốc Việt, sinh ngày 17 tháng 10 năm 2005, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trắng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đối tượng khai nhận tất cả số vàng trộm được gồm một sợi dây chuyền, một cái lắc, bốn cái nhẫn. Việt đã bán được ba cái nhẫn được hơn 34 triệu đồng lấy tiền tiêu xài cá nhân. Còn lại sợi dây chuyền, cái lắc và nhẫn, Việt cất bên người. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cũng vừa bắt đối tượng Bùi Thị Xuân, sinh năm 1979, ngụ tại khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, là đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ việc, từ khoảng năm 2014 đến tháng 11-2019, bà Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1978, ngụ tại thành phố Biên Hòa đã nhiều lần cho Xuân mượn tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng để đầu tư. Khi bà Ngọc đòi lại số tiền kể trên để mua nhà thì Xuân tiếp tục xin nợ và hứa sẽ kiếm nhà để mua cho bà Ngọc. Đến cuối tháng 12-2019, Xuân nói bà Ngọc đã tìm được ngôi nhà ưng ý và đề nghị bà Ngọc đưa 100 triệu đồng nữa để đặt cọc. Do tin tưởng, bà Ngọc tiếp tục đưa tiền cho Xuân. Tuy nhiên, đến ngày giao nhà như thỏa thuận, Xuân cố tình né tránh không thực hiện nên bà Ngọc làm đơn tố cáo. Ngoài ra, quá trình điều tra xác minh, cơ quan điều tra còn nhận được đơn tố cáo của bà Phạm Thị Hiền, sinh năm 1952, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và bà Phan Thị Thêm, sinh năm 1970, ngụ tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tố cáo Xuân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xuân đã lừa hai nạn nhân trên góp vốn mua đất chung với số tiền gần 7 tỷ đồng. Đầu năm ngoái, Xuân bị khởi tố nhưng bỏ trốn và bị truy nã. Đến ngày 9 tháng 5, Bùi Thị Xuân bị bắt khi đang ở tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Lê Mắc Ken, 26 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, và Châu Thái Sang, 23 tuổi, quê tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, tại quán cà phê TV thuộc khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, do anh DBK làm chủ, một nhóm thanh niên khoảng 6-7 đối tượng mang theo nhiều hung khí như tuyếp sắt, gậy đánh gôn xông vào quán la hét đập phá nhiều tài sản rồi nhanh chân bỏ đi. Vào cuộc điều tra, công an huyện Long Thành đã tiến hành bắt giữ Ken Sang và đang truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, liên tiếp gần đây xảy ra việc tàu metro của tuyến metro số 1 bị phun sơn, vẽ bậy, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận. Không chỉ khiến mất thêm thời gian, chi phí để sơn lại tàu, việc vẽ bậy còn cho thấy công tác gìn giữ bảo quản tài sản, công trình trọng điểm quốc gia còn lỏng lẻo, chưa được nhận thức đúng và đủ từ cả phía đơn vị chức năng lẫn người dân. Những hình ảnh này xuất hiện vào cuối tháng 4 vừa qua trên một toa tàu của đoàn tàu Metro số 3 thuộc tuyến Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh đang đậu ở ga Long Bình, thành phố Thủ Đức. Hai bức vẽ trên thân tàu nguệch ngoạc chữ viết, ký hiệu, màu sắc lộn xộn theo hình thức graffiti, tranh phun sơn nơi công cộng. Trước đó, nhiều toa tàu Metro cũng bị vẽ bậy phun sơn trên thân và đầu toa tàu. Đẹp đâu không thấy, chỉ thấy những toa tàu hiện đại mới toanh trở nên nhàm nhở. Khi mà thành phố Hồ Chí Minh phát triển thì đoàn tàu metro cũng là biểu tượng của thành phố. Vì vậy cái việc mà vẽ bậy với lại vẽ lên một cái đoàn tàu mà được nhập khẩu từ một đất nước bạn về nước Việt Nam là như vậy là một hành vi khó mà chấp nhận được. Tàu metro chỉ là một nạn nhân của nạn vẽ bậy nơi công cộng, núp bóng nghệ thuật đường phố graffiti đang hoành hành khắp nội thành từ nhiều năm nay. Nhiều đoàn tàu metro trên khắp thế giới cũng cùng cảnh ngộ này. Tàu metro Bến Thành Suối Tiên cũng bị vẽ bậy. Ngoài việc tốn thời gian chi phí sơn lại tàu, còn cho thấy công tác bảo quản tài sản công trình trọng điểm đang còn nhiều lỏng lẻo, đồng thời đặt ra yêu cầu xử lý nghiêm hành vi vẽ bậy, xâm phạm hủy hoại công trình này. Cái hành vi mà cố ý làm hư hỏng, cố ý hủy hoại những cái tài sản, ví dụ như là vẽ bậy lên cái tuyến toa tàu, thì nó gây ảnh hưởng rất là xấu đến cái tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Và đã đủ cái yếu tố để cấu thành cái tội là hủy hoại hoặc là cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại điều 178 của Bộ luật hình sự. Khu vực depot Long Bình, nơi đoàn tàu metro đang đậu, khá rộng lớn. Việc công ty bảo vệ chỉ bố trí 16 nhân viên trực tuần tra kiểm tra an ninh là chưa đủ, chưa đảm bảo yêu cầu. Hệ thống tường bao bọc depot có một số đoạn khá thấp nên các đối tượng sẽ dễ dàng thâm nhập. Hiện các đối tượng vẽ bậy vẫn đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra truy tìm. Đây là cái vụ việc
thực đang phê phán, làm mất mỹ quan, gây hư hỏng tài sản nhà nước, thể hiện coi thường pháp luật của một số cái đối tượng. Thì vụ việc thì giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo là công an thành phố Thủ Đức thụ lý tin báo và tích cực tập trung chung điều tra xác minh. Victor Metro vẽ bậy cho thấy còn nhiều người nhận thức lệch lạc về nghệ thuật, chưa có ý thức giữ gìn tài sản công cộng, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho các đơn vị chức năng cần quyết liệt và ý thức hơn trong việc bảo quản tài sản, công trình, nhà nước. Thưa quý vị, tiếp theo là một tình huống hài hước với câu chuyện chó không cắn đâu, câu nói cửa miệng quen thuộc của những người nuôi thú cưng. Theo đó, chàng thanh niên này đến nhà bạn chơi và người bạn rất tự tin với lời mời vào đi, dù chú chó khá lớn kia tỏ vẻ không đồng ý lắm. Hậu quả là chú chó đã lao đến đe dọa anh bạn. Chàng trai này cũng rất nhanh nhạy dùng xe máy để che chắn cho mình. Chàng ta nhảy qua rồi nhảy lại vô cùng linh hoạt, nhưng không may chú chó cũng kiên trì không kém, cuối cùng phải nhờ người chủ ra tay giúp đỡ. Vì vậy câu nói chó không cắn đâu chớ mà vội tin. Pha xử lý quay đầu của tài xế xe tải sau đây khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Dù đang đi giữa cầu nhưng tài xế xe tải vẫn bất chấp quay đầu, khiến phương tiện giao thông ở cả hai làn đường đều phải dừng lại chờ đợi. Xe tải quá lớn và dài nên rất khó để quay đầu. Sau một lúc lay hoay thì đuôi xe húc đổ lan can, rất nguy hiểm. Sự liều lĩnh của tài xế và bất chấp này khiến nhiều người đứng chờ phải ngán ngẩm. Một tình huống quay đầu cũng khó hiểu không kém của tài xế đi chiếc ô tô màu trắng này. Chiếc ô tô đi từ ngõ ra đường và chậm rì rì đi sang đường khiến nhiều xe máy phải lách mình né tránh. Tưởng rằng ra giữa đường xe ô tô sẽ để trái để đi thẳng, nhưng không, tài xế tiếp tục cho xe đi chậm rồi từ từ băng lại sang đường bên này, đánh một vòng cả cung đường khiến các phương tiện lưu thông qua lại phải ngỡ ngàng tránh né. Cuối cùng, chiếc ô tô đi vào con ngõ để lại hậu quả là 4 xe ô tô tải tông liên hoàn vào nhau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin Nóng 24 giờ, chương trình do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chương trình cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tin Nóng 24 giờ ngày mai, 19 giờ 45 phút trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, v.v., quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.